Hồi một khi Kagumi trở thành fan K-pop. Hay quá, anh Inu anh ngủ rồi, giọt lẹ. Chờ chút, đừng mong đạnh, cô lộn, đừng manh động. Em tính đi đâu mà lái xe đạp phân khối lớn vậy hả? Đã có bằng lái xe đạp hay chưa? Em đi gặp mấy anh ấp ba của em chứ có đi đâu đâu. Em là fan K-pop mà. Anh không nghe câu ở đâu có sự sống ở đó có fan K-pop hả? K-pop kỳ cũ gì anh không có biết. Ít nhất anh cũng là đại diện danh giá của game Inuyasha chứ bộ. Em thích thì anh ký vô vài chữ để dành. Chứ bon chen K-pop đó thì còn khuya. Đâu có dễ. Ấm ba la cà na sữa hột gà thì ơi thì rơi bị bà biến. Anh sợ chưa, cái này gọi là khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi đó. Hồi hai, Inu làm thần điêu đại hiệp. Hả? Con hắc điêu đó nó chôm viên thuốc lắc mà cô cho nu rồi. Vậy sao? Thì lấy lại chứ sao? Không có tối nay sao quẩy? Cô ngồi yên nghe. Nu chưa có bằng lái, cô chừng té rắn chịu á. Quay cô chim không. Mày đánh không bay chậm thôi, bay nhanh quá làm sao tao đuổi kịp. Quá, tao khùng chứ đâu có ngu mày, bay chậm mày hốt tao rồi sao? Inu cứ yên tâm, cô bắn chuyên nghiệp dữ lắm. Tất cả chú ý, chuẩn bị. Trời ơi. Cô nói bắn ở đây là bắn tuyệt chiêu trong game Inuyasha, chứ đâu có nói là bắn cung đâu trời. Đúng là sống với người hâm đôi khi phải âm thầm chịu đựng nữa mà. Hồi ba, Inu thất thủ. Trời đất ơi, cả năm trời mới tắm, giờ tắm đã ghê. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà. Đồ biến thái, Thi ơi Thi rơi bị ba. Mỡ nè, thằng nào làm ra cái dòng này chắc cũng là fan Tây Du Ký quá. Không phải Tây Du Ký đâu, cái dòng Kim Cô này là của cô Kim đó. Khán giả nghĩ coi, đẹp trai ga lăng cute phu mây que như Nu nè. Ở đâu không mà đi rình mấy bánh bèo hai lưng. Hay nè. Hay ui da. Đau quá. Dám nói chị hai lưng hả? Ý ta nói là mà hai bán bánh bèo bên lưng núi chứ bộ. Bộ anh đập trúng đuôi của em hả? Ở đây đứa nào đẹp đứa đó có quyền ha. Nu dặn ngồi trả điện thoại cho Nui. Mai mốt ai kia đừng có mượn điện thoại của tôi chơi game Inuyasha nữa đó, nghe chưa? Em sợ quá, vô tay chế là của chế, cần đi ngủ đi rồi mơ ha. Ở đâu ra cái luật tào lao si ba chao đó vậy hả? Anh mà còn nói nữa là em xài chiêu đó nghe. Vậy trả điện thoại cho Nu đi, Nu muốn chơi game Inuyasha mà. Trả phải không? Nè, lấy đi. Đưa đây. Thị ơi, bị bà. Ây da. Đúng là cuộc đời sao lắm tay ương, cớ sao em lại dễ thương thế này. Ta hận ngươi, người con gái hai lưng. Quá khen. Hồi kết, Inu xấu nhỏ. Người con gái hai lưng đi đâu rồi ta? Chắc đi đập lưng xây lại rồi quá. Trái cây ngọt hả? Nu sợ bị sâu răng dữ lắm, không ăn đâu. Anh Nu cứ yên tâm đi, trái cây này là phun thuốc trừ sâu dữ lắm, yên tâm đi. Không có bị sâu răng đâu mà lo. Rồi hôm nay ông ứng bà hành gì ra đây chi bà nội? Thì ra đủ anh chơi game Inuyasha chứ anh chi. Em chơi một mình thấy cũng hơi buồn. Thôi đi má, diễn sâu ghê luôn á. Hôm bữa em mượn mà quên lấy cục sạc, về đâu có chơi được đâu. À được, thôi dẹp đi, không cho mượn đâu. Không biết anh Nu này có nghe sự tích cây thị chưa ta? Cây thị, cây mít gì tôi chưa có nghe mà tôi cũng không muốn nghe luôn, hiểu không? Anh nghe chưa, vậy để em kể cho anh nghe. Mẹ em kể là ngày xưa có một bà lão, bà nói thị ơi thị rơi bị bà để bà ngửi đói bà ăn luôn. Ây da. Ủa em đang kể chuyện mà anh làm gì vậy? Anh đi Nu. Đúng là số nhỏ mà. Yeah.